Dương Trương Thiên Lý, mỹ nhân bí ẩn nhất showbiz và ồn ào chiếm tài sản nghìn tỷ của bố chồng. Dương Trương Thiên Lý là một trong những người mẫu á hậu thành công được công chúng yêu mến tại showbiz Việt. Sau khi về làm dâu nhà hào môn, Thiên Lý sống vô cùng kín tiếng và bí ẩn, mà đến khi cô vướng ồn ào bị tố chiếm đoạt tài sản, công chúng vô cùng ngỡ ngàng. Dương Trương Thiên Lý sinh năm 1989 tại Đồng Tháp. Cô sinh ra trong gia đình trí thức, có bố là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ, anh chị em đều học tập và tốt nghiệp tại Mỹ. Với ngoại hình mảnh dẻ, cô gái này cho người ta cảm giác về một người đẹp mong manh, luôn cần sự chở che và thích một cuộc sống an nhàn. Thế nhưng Dương Trương Thiên Lý lại cho rằng, nếu thích một cuộc sống nhẹ nhàng êm ái, tôi đã ở lại Mỹ tìm một công việc thích hợp, không tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2008, không bước chân vào showbiz Việt và càng không lập gia đình ở tuổi 22. Dương Trương Thiên Lý nổi tiếng từ khi đoạt ngôi vị Á hậu 2, cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2008, người đẹp đăng quang khi vừa tròn 19 tuổi. Sau đó cô quay trở lại Mỹ tiếp tục con đường học vấn thay vì hoạt động mạnh mẽ trong showbiz Việt. Không chỉ có nhan sắc ấn tượng, Thiên Lý còn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước gia thế không phải dạng vừa. Người đẹp 8X sinh ra trong gia đình tri thức, có bố là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ, anh chị em đều học tập và tốt nghiệp tại Mỹ. Sau khi từ Mỹ trở lại làng giải trí Việt, vào tháng 8 năm 2011, Thiên Lý gây ngỡ ngàng khi kết hôn ở tuổi 22 cùng doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn. Nhà chồng Thiên Lý là gia tộc bề thế, có truyền thống về kinh doanh. Chồng Thiên Lý là một trong những người con trai của người phụ nữ quyền lực lãnh đạo tập đoàn Hoàn Cầu, Trần Thị Hường, Tư Hường. Mẹ chồng của Thiên Lý là bà chủ của tập đoàn Hoàn Cầu, đơn vị giữ bản quyền đề cử các người đẹp dự thi Miss Universe, là người đứng đầu đế chế bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng trên thương trường và tài sản lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Sau 2 năm từ ngày kết hôn, Dương Trương Thiên Lý bất ngờ tái xuất showbiz với vai trò giám đốc quốc gia của cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ tại Việt Nam. Đáng chú ý thời điểm đó, Thiên Lý gây xôn xao khi Ngân hàng Nam Á công bố cô sở hữu hơn 14,7 triệu cổ phiếu Nam Á, tương ứng 4,92% cổ phần, có giá trị đến 147 tỷ đồng. Nói về cuộc hôn nhân của mình, Dương Trương Thiên Lý từng thổ lộ, tôi vẫn nghĩ trên đời chẳng bao giờ có hai người hoàn toàn giống nhau hay hoàn toàn phù hợp. Giữa hai vợ chồng quan trọng là có tình cảm tự nhiên. Chúng tôi đến với nhau không có ép buộc, tôi nhận ra vợ chồng đúng là duyên nợ. Vì nặng nợ nên mới ở với nhau chứ không phải là người khác. Ông xã Tony Toàn, Nguyễn Quốc Toàn tham gia điều hành nhiều công ty thành viên trong tập đoàn của gia đình. Ngoài phụ giúp công việc kinh doanh nhà chồng, Thiên Lý còn trở thành giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Cô cũng đã có hai người con với người chồng đại gia. Là một doanh nhân có ảnh hưởng rất lớn, nhưng ông xã Thiên Lý là Nguyễn Quốc Toàn rất kín tiếng. Ngoài ra người đẹp còn sở hữu không ít bất động sản, nhà hàng. Đời tư của Thiên Lý và sự tò mò của công chúng luôn cách nhau một bức tường. Cô chưa bao giờ chia sẻ về cuộc sống phía sau hình ảnh nàng dâu chốn hào môn. Dư luận cũng chỉ phong phanh rằng cô sống rất sung túc, hạnh phúc trong cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm qua. Tuy nhiên vào năm 2019, cái tên Dương Trương Thiên Lý bất ngờ trở thành tâm điểm của sự chú ý, quan tâm khi ông Nguyễn Chấn, chồng cố doanh nhân Tư Hường, cũng chính là bố chồng của Thiên Lý đã lên tiếng tố cáo con trai ruột cùng con dâu, cha đẻ con dâu chiếm đoạt tài sản với tổng ước tính lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng. Cụ thể vào ngày 4 tháng 4 năm 2019, báo Đời Sống và Tiêu Dùng đưa tin ông Nguyễn Chấn đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với mong muốn làm sáng tỏ vụ việc. Trong đơn tố cáo, ông Chấn cho biết, vào tháng 11-12 năm 2017, vì nghe lời con trai Nguyễn Quốc Toàn, ông đã giao công ty Hoàng Cầu, vốn điều lệ 1.170 tỷ đồng và công ty Hoàng Cầu Nha Trang, vốn điều lệ 720 tỷ đồng cho bố đẻ Dương Trương Thiên Lý, ông Dương Tiến Dũng quản lý. Tôi có ký các hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của vợ chồng tôi tại hai công ty trên cho ông Dương Tiến Dũng để thỏa thuận các công tác quản lý và thủ tục hành chính với nhà nước. Hai bên cũng không tiến hành thẩm định giá trị, bàn giao tài sản, sổ sách của công ty. Trên hợp đồng chuyển nhượng có ghi giá chuyển nhượng trên 1.700 tỷ đồng, tương đương giá trị góp vốn ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng ông Dũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho tôi, ông Chấn nói. Chồng của doanh nhân Tư Hường cũng cho hay, toàn bộ sổ sách, chứng từ của công ty Hoàng Cầu và công ty Hoàng Cầu Nha Trang do ông nắm giữ để tại két sắt nhà 141 Võ Văn Tần đã bị mất cắp vào ngày 25 tháng 7 năm 2018. Ngay sau đó, toàn bộ tài sản là vốn góp của vợ chồng ông Chấn tại hai công ty trên đã bị ông Dũng chuyển nhượng cho người khác và nhanh chóng hợp thức hóa trái pháp luật toàn bộ thủ tục sang nhượng vốn góp này. Căn nhà số 141 Võ Văn Tần được doanh nhân Nguyễn Chấn tiết lộ là cơ ngơi cho vợ chồng ông tạo dựng và sinh sống. Dự kiến sẽ là nơi thờ phụng sum họp gia đình sau này. Tuy nhiên, ông Chấn cho biết hiện tại căn nhà đã bị con dâu chiếm đoạt. Chẳng những thế, vợ chồng Thiên Lý, Quốc Toàn còn không cư xử đúng mực với cha, tìm cách bức ép ông ra khỏi căn nhà này. Trước đó, vào ngày 15 tháng 3 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Chấn đã tổ chức họp báo công bố thông tin tố cáo con trai chiếm giữ ngân hàng. Chồng nữ doanh nhân Tư Hường tiết lộ, nguyên nhân của việc đòi lại 30.000 tỷ đồng là vì ông muốn tài sản của gia đình phải được chia một cách công bằng cho tất cả các con. Ông muốn các con hòa hợp, không đố kỵ lẫn nhau và đặc biệt là tôn trọng công lao của cha mẹ. Ông Chấn không thể chấp nhận được việc có một người con bất hiếu, dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản chung của gia đình để làm của riêng. Tuy nhiên sau đó vụ việc dần chìm xuống và rơi vào quên lãng. Trước lùm xùm tai tiếng này, Thiên Lý không lên tiếng đính chính hay phủ nhận. Sinh trưởng trong một gia đình tri thức, làm dâu trong một gia đình danh gia vọng tộc, cuộc sống của Thiên Lý luôn là đề tài khiến nhiều người muốn biết. Thế nhưng trái với kỳ vọng và con đường đi của nhiều người đẹp showbiz, Thiên Lý chọn một cuộc sống kín tiếng.
Rất ít hình ảnh về gia đình, về cuộc sống riêng của người đẹp được nhắc đến. Đến nay, những hình ảnh xuất hiện cùng chồng của Dương Trương Thiên Lý chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau ồn ào vào năm 2019 khi bất ngờ bị bố chồng tố cáo âm mưu chiếm đoạt tài sản nghìn tỷ, hiện tại đời tư của Dương Trương Thiên Lý vẫn luôn là ẩn số với công chúng.